Na 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 na. Wow, các bạn ơi. Ở đây có cái gì đây? Wow! Ơi, cái gì đấy nhở? Ơi, mình đang đi chơi trong vườn rau các bạn ạ. Mình lại nhặt được một khẩu súng đồ chơi này các bạn này. Wow, các bạn thấy xịn giò không? Đây. Wow, trong này có thể lắp được đạn đạn hít đấy các bạn ạ. Wow, đây nha, mình sẽ bắn thử nha. Wow. Ấy. Pam, ui cha. Pam chiu. Wow. Khẩu súng đồ chơi này rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Ấy. Wow. Pam chiu. Ha, các bạn ơi. Nào, cùng mình đi bắn cao cao đi. Trong cái vườn rau này rất nhiều cao cao nhé các bạn nha. Ai, đâu rồi? Các bạn nhìn hộ mình xem con cao cao nó không? Ui các bạn ơi, đây là cái gì đây? Wow. Pam chiu. Ui, có một khẩu súng đồ chơi rất là to này các bạn ơi. Wow. Ui, có một em siêu nhân húc à. Người khổng lồ xanh đang cầm một khẩu súng đồ chơi rất là to nha các bạn nhé. Đấy, pam 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 pam. Pam 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 pam. Ui, ở đây có một chiếc rổ luôn này các bạn ơi. Đấy. Mình cho khẩu súng đồ chơi vào đây các bạn nhé. À, mình sẽ cứu hộ những chiếc xe này nào. À, đây có chiếc xe trộn bê tông này. Đấy. Có một chiếc xe trộn bê tông nhá. À, cho vào đây nhá. Wow, chiếc xe trộn bê tông này rất là to luôn. À, có thể quay được đấy các bạn ạ, cái này ấy. Nào. À, em siêu nhân húc nha. Siêu nhân húc cũng cho vào đây luôn các bạn ơi. À, người khổng lồ xanh này. Pam. À, wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc máy xúc khổng lồ đây. Bắt đầu đi đây. En 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 en. Ui 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 ui. Em mới đi dưới này luôn. Chiu. Ấy, pam 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 pam. Wow, em máy xúc này rất là to các bạn ạ. Rồi, mình cho vào đây nhá. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm đồ chơi tiếp đi. Let's go. Wow, các bạn ơi, các bạn tìm hộ mình nào, xem là có thấy đồ chơi không nhá. He. Ui các bạn ơi, mình thấy ở đây có cái đuôi gì thế này. Đây này, đây này. Ui cái đuôi gì đây? Ui cái đuôi gì nhỉ? Wow, các bạn ơi, một con rắn. Wow, mình sẽ bắt con rắn đây nhá. Wow, ui ui cha. Wow. Ui. Ui, em rắn này vẫn còn sống rồi các bạn ơi. Wow, u chà. Một em rắn nha. À, cho vào đây. Rồi, mình sẽ đi tìm đồ chơi tiếp đây các bạn ơi. À, xem ở trong này có còn gì nữa không nào các bạn ơi. Nào, các bạn nhìn hộ mình nha. Tìm hộ mình đi, xem là có thấy không nào. Ồ, đây rồi các bạn ơi. Wow, mình thấy một em xe lu này các bạn này. Wow, đây là một em rôn lơ các bạn nhé. Cho vào đây. Đấy, rồi mình sẽ đi tìm tiếp đây các bạn ơi. Ồ, cái vườn rau này có gì nữa không nhỉ các bạn nhỉ? Xem nào. Wow. Đây nữa này các bạn ơi. Wow. Ây, một khẩu súng đồ chơi nữa này. Đấy, có thể bắn được nha. Ây, nhưng mà hơi bị kẹt các bạn ạ. Vì em này bị dính bùn các bạn nhá. Mình sẽ về tắm rửa cho em ý. Rửa sạch sẽ đi. Xong rồi mình sẽ bắn cho các bạn xem nhá. Cho vào đây nhá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bên kia có cái gì đây? Cái gì kia kìa. À, cùng mình ra xem nhá. Đây là cái gì đây các bạn ơi? Ồ, các bạn ơi, đây là một chiếc tàu hỏa đấy. Còn đây là chiếc xe gì đây? Ồ, đây là một chiếc xe máy kéo các bạn ạ. Một chiếc xe máy kéo và chiếc tàu hỏa nhá. Cho vào đây đi các bạn ơi. Ok. Nào, cùng mình đi tìm tiếp nha các bạn ơi. Xem ở trong khu vườn này có còn nữa không nào. La 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 la. Ồ, đây này các bạn ơi. Wow. Mình lại thấy có một chiếc xe. Ồ, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben. Piu. 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 Ồ, đây cũng là một chiếc xe ben nữa này các bạn này. Mình nhặt được hai chiếc xe ben nhá. Ok, mình cho vào đây nhá. Rồi, các bạn ơi, cùng mình đem chỗ đồ chơi này về tắm rửa cho các em ấy đi các bạn ơi. Hết solo, hết lily các bạn ơi. Wow, cùng mình đi rửa đồ chơi nhá. Hay, các bạn ơi, cùng mình rửa chiếc súng này nào. Wow. Ai chà. Wow. La 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 la. Chiu 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 chiu. Chiu. Wow các bạn ơi. Đây là một khẩu súng nép nhá. Rất là xịn sò luôn. Đấy các bạn thấy không? Hay bóp vào đây để bắn này. Đấy. Đấy. Pam chiu pam 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 pam. À, bắn em Godzilla này nào. Pam chiu pam chiu pam chiu pam chiu. Đấy. Xịn sò chưa các bạn? Mình sẽ để khẩu súng đồ chơi ở đây nhá. Hey, ui, bắt em rắn. Chú, bắt luôn em rắn này. Em rắn này rất là dài đây này các bạn ơi. Wow. Ui cha, ui cha. Wow. Em ấy bơi dưới nước luôn các bạn ơi. Ui cha, ui cha. Ui, cái đuôi của em rất là cong này. Ui da, ui cha. Wow. Các bạn ơi, đây là một em rắn nha. Nhưng mà là em rắn giả thôi.
như em có thể cử động được này các bạn này. Đấy, các bạn thấy xịn xò thì rất là to nha, mình cầm này. Đấy các bạn thấy không, em rắn này rất là to luôn. Wow, hello, mình là em rắn đây. Cho em rắn đứng đây nhá. Ok. Wow, một chiếc tàu hỏa cho vào đây bơi luôn. Một chiếc xe cũng cho vào đây bơi luôn. Đấy. Ok. Quả. Quả dít ý Thomas. À không phải Thomas đâu các bạn ơi. Đây là một em tàu hỏa các bạn nhá. À, trong này có bánh răng này các bạn này. Rồi, cái này có thể quay được bánh răng này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chiu 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 chiu. À, trong này có chữ C này. Wow, rất là xịn xò luôn. Mình sẽ cho chiếc tàu hỏa ra đây nhá. À, đây là chiếc xe gì đây? Nè 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 nè. Bỏng. Giết ý tractor. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy kéo phục vụ nông nghiệp nhá. Đây, ở đây có cái rơ móc này để móc hàng này, móc hàng để chở đi nhá. Trong này có vô lăng lái xe, các bạn nhìn thấy không? Rất giống thật luôn. Wow, bánh kép luôn nhá. Bánh kép này đi rất là khỏe đấy các bạn ơi. Ui chà. Wow, chạy bánh trớn luôn. Wow. Wow. Ok, cho ra đây nha các bạn ơi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, máy xúc to chưa? Ây, quá to luôn, em này quá to luôn. Ây xa. Em này quá xịn xò luôn nhá. Ây xa. Wow, 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 wow. Em này rất là to nhá. Đấy. Để tắm rửa cho em này thật kỹ mà. Em này rất là to mà rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Này các bạn ơi, đây là một em máy xúc Hula. Đấy, các bạn thấy không? Hula nhá, một em máy xúc cần dài nhá. Rất là to, có thể múc nước luôn này. Nè 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 nè. Chiu 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 chiu. Hui xa. Rửa xe trộn bê tông nào. Píp. Píp. Các bạn ơi, một em máy xúc nha. Úi dồi, em dẫn cả lên em rắn luôn. Rồi, ok, let's go. À, chiếc xe trộn bê tông đây rồi. Ok. Wow. Chà, chiếc xe này bẩn quá đi. Chắc là bẩn quá đi mà. Na 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 na. Đấy xa. Các bạn ơi, mình sẽ đổ trộn bê tông các bạn nhìn nhá. Này, quay này. Ôi dồi ôi, cái này bị kẹt rồi các bạn ơi. À đây, quay được này. Đấy, quay được nhưng mà hơi nặng các bạn nhá. Đấy, đổ bê tông ở đây. Đấy, các bạn thấy đổ bê tông ra đây không? Đấy, xịn xò chưa? Múc nước vào đây nhá. Wow. Đổ bê tông này. Chiu. Wow. Wow. Ý chà. Quá xịn xò luôn các bạn ạ. Một em mix chắc. Ok. Wow. chà chà, một khẩu súng đồ chơi nữa này. Hôm nay mình nhặt được hơi nhiều súng đồ chơi luôn. Đấy. Wow. Chiu. Đây các bạn ơi. Đây khẩu súng máy nhá. Đây là khẩu súng máy nhá. Đây là băng đạn của em ấy đấy. Nhìn rất giống thật luôn, nhưng mà đây là khẩu súng đồ chơi thôi các bạn nhá. Đấy. Pam 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 pam. Wow, một khẩu súng máy rất là xịn xò luôn các bạn ạ. Mình sẽ cho đứng ở đây nhá. Ok. Hai các bạn ơi. Đây có một em siêu nhân húc này. Cho vào đây bơi nhá. Em xe này cũng cho vào đây luôn. Em này cũng cho vào đây luôn. Cho vào đây luôn. Wow. Wow các bạn ơi, đây là một em người khổng lồ đỏ. Đấy. Khổng lồ xanh rồi nhưng mà đây là em khổng lồ đỏ nhá. Đấy. Wow. À còn đây là một chiếc xe lu các bạn ạ. Một em Zoller đứng ở đây. Em người khổng lồ đỏ đứng ở đây bảo vệ em rắn. Đấy. Wow. Còn đây là một chiếc xe ben. Đây cũng là chiếc xe ben luôn. Mình sẽ múc nước nha. Đây đổ ben nào. Chiu chiu. Đấy. And chiu. Hey, ucha. Wow các bạn ơi, hai em xe ben đứng ở đây nhá. Đấy, xịn xò chưa. Đấy, xe ben này hôm nay mình rửa được hơi bị nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Bye bye các bạn nha.